Xin chào tất cả mọi người nhé. Thì em vừa về được một cái mẫu Ford Fiesta đây. Hôm nọ em bán một chiếc Ford Fiesta màu cam, cũng được rất là nhiều anh chị quan tâm đến cái dòng này. Cửa tiền nó cũng rất là hợp lý, động cơ chỉ có 1.6 thôi, số tự động mà gỏ nhỏ gọn, form dáng đẹp. Mọi người nhé, sedan hai đầu 5 ghế ngồi, mang thương hiệu của Mỹ, một cái dòng xe rất là chắc chắn bền bỉ luôn và chạy rất là tiết kiệm nhiên liệu. Thì anh em nào mà quan tâm cái mẫu Ford Fiesta này thì alo cho em Quang, số điện thoại là 0358286286, em Quang Hải Dương nhé. Và đồng thời là anh chị hãy đừng quên ấn nút đăng ký kênh và nút chuông ở phía bên tay phải màn hình để cập nhật những cái mẫu xe mới nhất mà bên em về hàng ngày sau ngày tháng anh chị nhé. Thì sau đây em xin giới thiệu tổng thành cái mẫu xe Ford Fiesta này cho tất cả quý chị và các bạn cùng theo dõi. Thì cái mẫu xe này là được sản xuất năm 2011 với cái động cơ chỉ có 1.6 số tự động mọi người nhé. Sơn xi nó rất là đẹp này, màu rất là đẹp luôn anh chị nhé, màu mè rất là đẹp luôn. Đấy, một con xe là hoàn toàn không có tai nạn đâm va gì cả, máy móc rất là sạch sẽ, máy zin số zin luôn. Cửa tiền đang được bên em bán với mức giá là 285 triệu đồng đấy, cho một cái mẫu xe mà tên tư nhân biển Hà Nội này, gầm bệ chắc lịch luôn, số lẩy mượt, form dáng rất là đẹp, hoàn toàn là không đâm va gì anh chị nhé. Sơn xi rất là đẹp luôn đấy, cửa tiền rất là hợp lý, cực kỳ là hợp lý. Anh chị nào mà quan tâm đến con Ford Fiesta này thì alo cho em Quang lên số điện thoại là 0358286286 nhé. Đấy, form dáng nó nhìn này anh em, mà nhìn này. Đấy, màu mè, form dáng căng đét luôn, rất là căng luôn anh em nhé. Đèn nước rất là đẹp này. Đấy, tên tư nhân biển Hà Nội với cái tông màu xanh này rất là đẹp. Đó anh chị nhá, la răng đa chấu, là răng đa chấu phanh đĩa hai bánh trước này, ABS hai bánh trước. Alo. Alo. Đây đang quay nhá. Đấy. Cửa tiền chỉ có 285 triệu đồng thôi. Cái dòng xe Ford của Mỹ này đi nó rất là cứng cáp, cực kỳ là cứng cáp luôn. Đấy. Rất là cứng cáp và nó bền bỉ, động cơ 1.6 mức tiêu nhiên liệu không đáng kể. So, gọi là nhiều lắm, cho đến khoảng 8 lít trên 100 km thôi anh chị nhé, 8 lít trên 100 km thôi. Nó con này nó được cái màu rất là đẹp đấy, chị em là phái lữ đi rất là hay này. Đấy, màn hình cam lùi đầy đủ, cảm biến lùi đầy đủ anh chị nhé, cảm biến lùi đầy đủ, màn hình cam lùi đầy đủ, form dáng rất là căng đấy, thẳng căng luôn anh chị nhé. Đấy, hoàn toàn nó không cấn đụng gì cả. Và ốp lẹp chân kính mạ lốc theo xe luôn. Đây nội thất của em nó đây. Sedan 5 ghế ngồi. Đấy. Tên tư nhân một chủ sự. À tên tư nhân biển Hà Nội. Form dáng rất là đẹp luôn. Nội thất rất là đẹp. Đó, số tự động anh em nhé. Bốn kính chỉnh điện, gương chỉnh điện. Đấy, cái dòng này nó không có cục xòe anh em nhé. Đấy, đèn bật ở đây, đèn gầm đây. Hoàn toàn không có lỗi gì cả, rất là sạch sẽ luôn, cực kỳ là sạch sẽ luôn anh em nhé. Hai túi khí an toàn. Đó, các bác nhìn cái táp lô. Đấy, các bác nhìn cái táp lô của nó đẹp không ạ? Quá đẹp luôn. Đấy, bảng điều khiển đồng hồ ấy, trông rất là, nhìn rất là tinh tế luôn đấy mọi người nhé. Đấy, số tự động đây. Rất là đẹp, sạch sẽ này, mới này, nhìn rất là ok. Đấy. Xe order được 10 vạn hai anh em nhé, 10 vạn. Hoàn toàn không báo một lỗi gì. Đấy, hiện tại là đang báo một cái lỗi là sắp hết xăng anh em nhé. Bây giờ vừa mua về. Đấy, đây là một cái màn hình của nó anh em nhé. Đây màn hình, màn hình lắp lắp trên gương này nó tích hợp là hình như là có tích hợp cam lùi này, tích hợp cam hành trình, có cam hành trình sao đó anh chị nhé. À, có 20 cam hành trình đây này. Đấy. Đây là cái cảm biến Axon lốp thì phải. Đó. Nổ máy rất là êm ái luôn, cực kỳ êm ái luôn anh em nhé. Nó sẽ giới thiệu vật khoang máy động cơ cho anh chị cùng xem. Âm thanh của này nghe rất hay này. Quá ok luôn. Mẫu xe này về anh chị việc đổ xăng là đi hát lượn thôi, không phải làm bất kỳ hạng mục gì cả. Đó, máy zin,
Máy sạch bong luôn anh em nhá. Hơi bụi một tí cát này. Máy sạch bong luôn. Lỗ máy rất là êm máy luôn anh em nhá. 285 triệu đồng bên em có, bao gồm phí rút hồ sơ và có bớt cho anh chị là thiện chí. Anh chị nhá. Bốn máy này động cơ 1.5.6 thôi. Máy lỗ rất là êm máy luôn, máy zin luôn anh chị nhá. Đó. Anh chị nào mà quan tâm thì alo ngay cho em số điện thoại là 0358 286 286, em Quang Hải Dương nhá. Đây một con xe mà thân vỏ nó đẹp này, màu sơn cũng đẹp này. Rất là chất luôn. Phải nói là chất luôn anh chị nhá. Cửa tiền có nó chỉ 285 triệu thôi thì đời cũng cao, đời 2011. Đấy, phanh ABS nó đây anh em nhá, phanh ABS nó bằng hai bên trước này. Đó cái mẫu Ford Fiesta này. Rất là đẹp này. Anh chị nào mà quan tâm thì alo ngay cho em theo số điện thoại trên. Anh chị nhá. Xinh nhan tích hợp trên gương này. Đó. Nguyên bản của nhà sản xuất luôn. Viền lốc rất là đẹp. Con này được cái màu phải nói là ok, màu đẹp đấy, màu này dành cho những chị nào mà đi này, đi lại gia đình này rất ok, đi trên phố rất là gọn gàng, vì cái con này nó nhỏ gọn anh chị nhá. Đấy, nó rất là nhỏ gọn mà form dáng nó cũng rất là đẹp. Keo chỉ không hề mất phân nào. Đây, cốp của nó đây anh em nhá. Yeah. Đấy, xanh đét luôn, lốp dự phòng đây. Kích thước đầy đủ ở dưới nhá. Đó. Lốp hốc sơ cua này, xanh đét luôn, không hề cấn động nhàu hay là mục mọt gì cả anh chị nhá. Một con xe nó hoàn toàn là hoàn mỹ luôn anh em nhá. Không hề có một cái lỗi nhỏ nào. Đấy, anh chị nào quan tâm cái mẫu Ford Fiesta này thì alo ngay cho em Quang, số điện thoại là 0358 286 286, em Quang Hải Dương nhé. Hẹn gặp lại tất cả quý anh chị và các bạn theo những video sau.